Rồi bây giờ là xin phép anh em quay lại cái vú sữa nha. Quay lại cho anh em được nhìn rõ hơn nha. Vậy bây giờ hiện tại thì trời cũng xế chiều. Nắng nó cũng lọt vô quay cũng không được rõ không nha, có gì anh em thông cảm giùm nha. Đấy, này mà trời không nắng thì quay lên đẹp rất rất là đẹp anh em ạ. Quay sơ bộ về cái bộ đế cho anh em được nhìn cho nó rõ mà rõ chút nha. Đấy, rồi bây giờ em lên cái phần chi nha, này xương chi nha. Đó, chi một đây, chi một hiện tại chắc nó tầm khoảng 20-25 hoành này. Còn cái cốt thì khỏi nói nè, cái bắp ở trong thì nó nằm khoảng cỡ 50-60 rồi, bắp quá lớn rồi. Đấy. Chà nắng quá. Đây, cái cò sữa cái ngọn này anh em giờ thấy cái ngọn sữa nó cực kỳ, cái này thuộc hàng cây thuộc dạng cây bonsai đại nha anh em, nó cây chuẩn cây bonsai đại luôn anh em coi này. Đây cành hai đây, ở ngoài thì nhìn nó rõ hơn nha anh em, tại nó lớn quá thì quay vô trong hình nó cũng không phê gì mấy. Đây. Nắng chá nắng quá. Quay qua mé bên kia quay cái tổng cái tạng cho anh em được nhìn cho nó rõ nha. Là bên đây nó chán nắng quá rồi, đi vòng qua cái nha anh em. Lên cái mặt hậu quay chắc có thể là rõ rồi. Đó. Đây cái bộ tán của nó đây. Đây, bộ tán khủng khiếp. Mặt ghê chán nắng quá. Không có quay bộ tán cho anh em rõ được. Đấy. Bộ tán nó đây. Cái hoành thân nó tầm khoảng mét rưỡi nè, độ thôi chứ cũng khoảng đó vậy đó, mét mấy vậy đó. Hoành tổng đế là 400, hoành tổng đế à, chiều cao lên tới đỉnh ngọn luôn chứ khoảng 2 mét. Rồi chia sẻ cùng tất cả anh em nha. Rồi, xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nha. Xin chào.